Vòng 13 bài số 2 đi. Hỏi ba đi, ba cho Nhanh. dễ. Bài bài nào thì à? Bài 3. Con nghĩ là bài ba dễ nhất. Không. Rồi, Đúng ok. rồi, dễ mà. Rồi. Cái này là cũng không dễ lắm đâu. Chọn cái nào ha. À, cái này trước đi. Cả cái này liên quan câu rồi. What are my favorite color is yellow. Hai cái này với nhau. Rồi my hobby is singing nè. Đừng Hai câu chạy này. Rồi. Mẹ của tôi 35 tuổi đâu. My mother is 35 years old. Nói đi. Rồi, what color là hỏi màu. What color are the eyes? Đúng rồi, mắt màu gì? Đúng rồi. Đây với đây. Rồi, quả táo ở trên bàn nào. The apple is on the table. Và tôi đang ở trong bếp. I am in the kitchen. Xong. Tiết kiệm thời gian.